Xin chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương trong khuôn khổ là vòng 20 V-League năm 2022, và trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News của truyền hình Cáp Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể vào kênh truyền hình Cáp Việt Nam và vào kênh On Sport News sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa Hải Phòng và BKMX Bình Dương diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2022, vòng 20 V-League năm 2022. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin nhận định cũng như là dự đoán ngay trước cái trận đấu giữa Hải Phòng và BKMX Bình Dương như sau. Hải Phòng đã vươn lên rất là đúng thời điểm và họ là đội bóng có khoảng cách điểm số ít nhất với lại là câu lạc bộ Hà Nội vào lúc này, 5 điểm kém hơn và chơi nhiều hơn đối thủ một trận, khiến đội bóng câu lạc bộ Hải Phòng phải có sự tập trung cao nhất trong cái chặng đường nước rút còn lại. Phong độ và cái duyên ghi bàn của Di Mario và sự cổ vũ rất là nhiệt tình từ khán giả nhà trên sân Lạch Tray là điểm tựa rất là quan trọng đối với lại là thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để mà giành được 3 điểm trong cái cuộc tiếp đón một cái đội bóng được đánh giá yếu hơn, đó chính là BKMX Bình Dương trong tối đêm nay. Sau khi để Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa trong một trận đấu tẻ nhạt ở vòng 19 thì BKMX Bình Dương hành quân đới đất cảng với không ít nỗi lo về nguy cơ trắng tay. Lúc này thầy trò của huấn luyện viên Lư Đình Tuấn vẫn chưa trụ hạng an toàn, và dù họ đang còn đứng giữa bảng xếp hạng, so sánh về thực lực và sự quyết tâm thì đội bóng đất thủ thua kém đội chủ nhà ở trận đấu này và không nhiều cơ hội để họ rời sân Lạch Tray với lại là dù chỉ là một điểm nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa. Đó chính là Thái Lan họ đã bị loại tại vòng chung kết U20 châu Á nha quý vị. Vì là một cái lý do là họ bằng điểm Iraq, 6 điểm, họ có hiệu số là dương 3 nhưng mà họ lại thua cái gì? Họ lại thua chỉ số Fair Play. Và sắp tới vòng chung kết U20 châu Á diễn ra tại U23 của vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 diễn ra tại Uzbekistan sẽ không có Thái Lan, có Indo, có Việt Nam nhưng mà không có Thái Lan như quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa, đó chính là không phải là huấn luyện viên Manu Pocking mới đây là người khiến huấn luyện viên Park Hang-seo ôm hận rời Đông Nam Á, là một trong những nhà cầm quân có thành tích nổi bật ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể thắng được một người rất là đặc biệt. Trong năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia cũng như là U23 Việt Nam, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra những cái chiến binh sao vàng lên đỉnh Đông Nam Á bằng chức vô địch AFF Cup năm 2018 hay là SEA Games 2019, SEA Games năm 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giúp chúng ta sở hữu chuỗi thành tích bất bại Đông Nam Á dài nhất lịch sử với con số 34 trước khi bị huấn luyện viên Manu Pocking của đội tuyển Thái Lan chấm dứt tại AFF Cup năm 2021. Huấn luyện viên Manu Pocking là người duy nhất thắng được huấn luyện viên Park Hang-seo trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, món nợ với vị chiến lược gia người Brazil đã được thầy Park trả đủ tại SEA Games 31. Khi đó, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết. Rõ ràng, huấn luyện viên Manu Pocking chưa phải là cái tên có thể khiến huấn luyện viên Park Hang-seo bó tay, mà đó chỉ là một nhân vật đặc biệt khác. Nishino Akira, cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan năm 2019-2021, chính là cái tên khó nhằn nhất đối với lại là huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị tướng của đội tuyển Việt Nam chưa từng để thua nhưng cũng chưa từng đánh bại được nhà cầm quân tới từ Nhật Bản. Ở 3 lần gặp nhau thì 2 lần tại vòng loại World Cup 2022, 1 lần tại vòng bảng SEA Games 2019 thì ông Nishino Akira đều tỏ ra cao tay hơn khi liên tục đẩy đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vào cái thế khó. Thậm chí sơ đồ 3-4-3 hay là 3-5-2 của huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm bấy giờ tỏ ra gần như bất khả chiến bại tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, vì thuyền trưởng tới từ Hàn Quốc của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là U23 Việt Nam cũng phải thừa nhận rằng sơ đồ 4-2-3-1 của ông Shinyo Akira khắc chế được lối chơi của chính huấn luyện viên Park Hang-seo. Giờ đây,
ông Aguirre vẫn chưa tìm được bến đỗ mới theo của mình và huấn luyện viên Park Hang-seo khi chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì nhiều khả năng cũng sẽ rời Đông Nam Á. Người hâm mộ khó lòng được chứng kiến hai nhà cầm quân tại ba này đối đầu với nhau một lần nữa. Tuy nhiên, chính bởi việc bất phân thắng bại trong những cái cuộc đấu trí trong quá khứ, thì huấn luyện viên Nishino Aguirre xứng danh là một đối trọng rất là đáng gờm với lại là huấn luyện viên Park Hang-seo trong tương lai. Đó chính là một cái thông tin mà Thái TV muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn nữa. Và bây giờ thì Thái TV cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa nha. Đó chính là VFF vào cuộc đưa trọng tài Hàn Quốc về Bắc V-League. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 20 V-League năm 2022 sẽ do tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển, tức là tối đêm nay vào lúc 19:15 nha quý vị. Vòng 20 V-League năm 2022 diễn ra một trận cầu tâm điểm giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Hà Nội. Màn so tài này không chỉ nóng bởi sự kình địch căng thẳng trên khán đài và dưới sân, mà kết quả của trận đấu sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Với những tính chất quan trọng như vậy thì VFF và VPF tỏ ra rất là thận trọng trong ký công tác tổ chức trận đấu để hạn chế những sai sót không đáng có. Thì theo đó, trưởng ban trọng tài VFF sẽ mời tổ trọng tài người Hàn Quốc và điều khiển trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian sắp tới ở vòng 21. Cụ thể, tổ trọng tài người Hàn Quốc sẽ bao gồm một trọng tài chính, hai vị trợ lý trọng tài. Nếu không có gì thay đổi thì trọng tài thứ tư sẽ là ông Ngô Duy Lân và giám sát trọng tài sẽ là ông Đặng Thanh Hà. Việc VFF và VPF tỏ ra thận trọng như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi từ giai đoạn đầu mùa giải, những cái sai sót của các trọng tài V-League đang là một nhiều hơn, tạo ra sự tác động khiến khách quan cuộc đua vô địch và trụ hạng của V-League được bị ảnh hưởng rất là đáng kể. Còn nhớ tại giai đoạn lượt đi trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Gia Lai, trọng tài Ngô Duy Lân đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không thổi phạt đền cho đội khách. Điều này khiến thế trận đã bị ảnh hưởng và chung cuộc của Hoàng Gia Lai để thất bại trước câu lạc bộ Hà Nội ngay tại sân Hàng Đẩy. Hay cũng trong ở giai đoạn lượt đi thì trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Dương, trọng tài Mai Xuân Hùng cũng có pha thổi phạt đền sai cho Hải Phòng. Sai sót đó cũng khiến thế trận bị thay đổi và Hải Phòng chỉ có giành được một điểm mà thôi. Đó chỉ là một sai lầm tiêu biểu của các trọng tài tại V-League năm 2022 liên quan trực tiếp đến các câu lạc bộ Hải Phòng hay là câu lạc bộ Hà Nội. Do đó, giới mồ điều đang còn kỳ vọng một cái trận đấu công tâm khi tổ trọng tài Hàn Quốc điều khiển màn cái so tài tâm điểm giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Hà Nội ở vòng 21 V-League. Và thật sự thì chúng ta cũng nên là như vậy. Những cái trận đấu nào mà nó quan trọng bậc nhất như vậy thì chúng ta nên kiếm những cái trọng tài nào mà điều khiển công tâm nhất và chuẩn xác nhất, vì là rất là có thể là sẽ có cái Indonesia thứ hai đó quý vị. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì tôi nghĩ ra là rằng là không có đến nỗi, nhưng mà ban tổ chức nên thủ sớm như vậy là rất là tốt nha quý vị, vì là chỉ cần một cái sai sót nhỏ thôi thì cái tương lai của hai đội bóng đều sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, vì là hai đội đều còn đua vô địch đấy, một đội đứng nhất, một đội đứng nhì. Mà nếu như mà chỉ cần nhích nhẹ thôi, rồi lỡ mà để cho cổ động viên họ khóa phấn khích rồi thì không biết chuyện gì xảy ra. Và chúng ta thủ xa như vậy thì rất là tốt. VFF và VPF đã suy nghĩ rất là đúng hướng và đưa những cái trận cầu tâm điểm là đưa những cái trọng tài nước ngoài vào. Không phải là chúng ta trọng tài chúng ta dở đâu, nhưng mà cái cách mà bắt trọng tài ở bên nước ngoài á, thì nếu như mà có chuyện gì thì các cổ động viên hay là các cầu thủ họ cũng không có trách bằng là các trọng tài Việt Nam như quý vị. Thứ hai nữa là sẽ bị ảnh hưởng cái tâm lý đó. Còn nói thẳng là cái cỡ trọng tài FIFA thì có những cái pha phạm lỗi hay là có những cái tình huống mà trọng tài thổi mà sai hoàn toàn đó, nhưng mà cũng còn chưa có nói gì. Mà đợt vòng loại World Cup quý vị và các bạn, vòng loại thứ ba World Cup của trận giữa Việt Nam và Úc đó, trận lượt đi vẫn diễn ra trên sông Mỹ Đình quý vị và các bạn nhớ không, có va luôn đó mà còn bắt sai. Cái tình huống mà chúng ta sút bóng và trúng
tay của hậu vệ bên Úc, mà tay đó là tay giang ra, tay giang ra như thế này là trúng ngay đây đó. Theo luật là tay giang ra trong vòng cấm thì chắc chắn phải thổi đó. Còn nếu như mà luật mà ví dụ như trúng người rồi mới trúng tay thì không thổi, và tay ép vào sân không thổi. Nhưng mà tay này tay giang ra và xuất thẳng vào tay, nhưng mà trọng tài lại không với tình huống đó, và va cũng không vào cuộc, va cũng không có cho rằng quả đó là quả phạt đền. Và tôi chả hiểu lý do tại sao. Đó chính là những cái trọng tài quốc tế, đó chính là những cái trọng tài thế giới đó quý vị đó. Chúng ta phải nhìn nhận, nhưng mà những cái sai lầm của trọng tài V-League thì nói chung họ có phần là nhiều, cho nên là các cái cổ động viên họ mất lòng tin. Và chúng ta nên tổ chức những cái trận đấu quan trọng của V-League thì có những cái trọng tài nước ngoài. Lúc đó thì họ chả biết đội nào là đội nào, không có bị phân tâm về cái tâm lý đó. Rồi họ sẽ bắt một cái cách công tâm hơn. Nhiều khi cái người ngoài cuộc á, họ nhìn vào cái trận đấu họ sẽ thấy rõ hơn so với lại là người trong cuộc. Việt Nam của chúng ta, trọng tài Việt Nam của chúng ta không phải là người trong cuộc của cái đội bóng nào, nhưng mà thật sự là người trong nước nó sẽ khác. Tôi nghĩ là như vậy nha. Còn quý vị và các bạn nghĩ như thế nào thì hãy comment phía bên dưới video này nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa đây ha. Thêm một cái thông tin nữa thì chúng ta nghĩ đó chính là đó chính là FIFA bất ngờ đến thăm Indonesia phá hủy sân bóng gây thảm họa. Đây là một cái thông tin rất là quan trọng nha quý vị. Sân vận động mà đã gây ra cái thảm họa, nơi xảy ra cuộc bạo loạn khiến 132 người qua đời, sẽ được phá bỏ và xây lại. Ngày 18 tháng 10 năm 2022 thì chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có chuyến thăm tới Indonesia để bàn về sự phát triển bóng đá tại nước này trong tương lai. Theo phát biểu của Tổng thống Indonesia, là sân vận động đã gây ra thảm họa vừa qua đã khiến 132 người qua đời, sẽ bị phá bỏ. Chúng tôi sẽ dỡ sân vận động này ở Madang và xây dựng lại theo tiêu chuẩn FIFA. Cơ sở vật chất của sân vận động mới sẽ đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và người hâm mộ, Tổng thống Indonesia nói với các phóng viên sau cuộc gặp chủ tịch FIFA. Indonesia đang quyết tâm xây dựng cải tổ nền bóng đá, siết chặt lại công tác an ninh và tổ chức các trận đấu trong bối cảnh vòng chung kết U20 World Cup 2023 diễn ra. Xứ vạn đảo cũng đang muốn các cái quan chức của FIFA yên tâm về sự chuẩn bị của mình và cho giải đấu quy mô lớn này. Dự kiến sau khi phá hủy sân vận động nơi diễn ra cái thảm họa vừa rồi thì một sân vận động có quy mô lớn hiện đại sẽ được triển khai xây dựng ngay lập tức. Ngoài ra, ở bên cạnh sân bóng nhiều khả năng đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cái vụ thảm kịch vừa rồi cũng sẽ được dựng lên. Ở chiều ngược lại thì chủ tịch FIFA cũng đang cam kết như sau: điều tôi có thể đảm bảo với tất cả người dân Indonesia, FIFA ở đây với bạn, FIFA sẽ luôn hiện diện, FIFA ở đây để hợp tác chặt chẽ với chính phủ, với Liên đoàn bóng đá châu Á và với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Chúng tôi sẽ theo các chuyên gia của mình để giúp đỡ đầu tư, và chúng tôi đảm bảo rằng Indonesia sẽ tỏa sáng trên sân khấu bóng đá toàn cầu. Việc Indonesia có những động thái quyết liệt trong việc thay đổi nền bóng đá và cam kết điều tra rõ vụ thảm kịch ngày 1 tháng 10 vừa qua cũng là lý do khiến FIFA không ra án phạt. Trước đó đã có nhiều lo ngại là Indonesia sẽ bị cấm thi đấu các cái giải đấu quốc tế do vi phạm nghiêm trọng những cái luật FIFA vừa qua.
Đó chính là những cái chia sẻ mà Thái TV muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại cũng như là Zalo 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin trân trọng chào và hẹn gặp lại.